chào các bạn, thì mình vừa hoàn thiện cái sửa chữa và nâng cấp cái cửa hàng sửa chữa điện thoại á. Thì cái này thì mình sẽ nâng cấp là mình gắn thêm một cửa kéo, mình sẽ làm thêm hai mái ga, với lại là mình sẽ lợp alu phía bên trong nha. Thì hôm nay mình đã làm hoàn thiện rồi, cho nên là mình xin chia sẻ lên để cho mọi người xem mẫu và cái cách làm từ đầu tới cuối như thế nào nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và like video để mà ủng hộ mình nha. Thì cái này là cái trái để mình đâm ra các bạn. Cái này là trong chợ thì người ta cho phép được che máy ra đó, cho nên là mình sẽ nâng cái máy ra. Cái này thì mình sẽ xài kèo và đòn tay là vuông 4 hết nha các bạn. Thì độ dày của nó là mình xài là 1 ly 2. Đây, cửa kéo đây là dạng cửa kéo bi treo. Thì phía trong này là mình sẽ lợp bằng ton nha, lợp bằng ton, nhưng mà phía bên ngoài ton á, mình sẽ không bắn vít mà mình sẽ bắn ghi vê nha. Tại vì mình bắn vít là có khi là người ta sẽ tháo ra để người ta chui vô lấy đồ á, cho nên mình bắn ghi vê thì người ta tháo ra cũng hơi khó, hoặc là người ta tháo ra thì cũng tạo ra tiếng động á. Thì phía mặt ngoài đây thì sẽ là cái khu trưng bày sản phẩm nha. Thì phía ngoài này thì sẽ dán alu phía bên trong, thì thợ đang đi khung sườn để dán alu á. Thì trên video trên kênh của mình thì cũng gần đây cũng có chia sẻ cái cách để mà thay alu cũng như dán alu á. Thì mọi người muốn biết chi tiết hơn thì có thể là vào xem những cái video mới nha. Thì video này là video tổng hợp và hoàn thiện á, thì mình chủ yếu mình chia sẻ mẫu với lại cái cách làm từ đầu tới cuối thôi nha các bạn. Thì cái này sẽ gắn một bộ cửa kéo phía ngoài, còn phía bên trong á thì sẽ gắn bộ cửa kiến cường lực nha, cũng là tháo cái cũ ra để đem ra gắn thêm thôi các bạn. Cái này thì mình đang lợp cái trần nhà là cũng lợp bằng alu nha. Alu thì mình xài cái loại alu là dày là 0,1 ly nhôm á. Dày thì dày 3 ly, alu sẽ dày 3 ly, nhôm thì 0,1. Cái này thì mình sẽ dùng keo dán với lại là mình bắn silicon nha và bắn keo alu để giữ tấm đằng lại. Thì mọi người muốn biết chi tiết thì có thể tìm cái cách mà để dán tầng nhà bằng alu trên cái kênh của mình nha. Cái đó thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Còn hai bên vách này thì mình sẽ phay nha, phay ốp gốc, ốp trực tiếp vô tường luôn. Thì cái này mình sẽ dùng vuông 4 làm khung, còn cây những cây 13, 26 thì mình sẽ đi những cái cây chịu giữa nha, để mình dán alu. Cái này thì sẽ ăn vô tường cho nên mình sẽ chế cái bà đầu, mình sẽ dùng cây sắt á, mình khoan sắt 8, mình khoan mình đóng vô và mình hàn lại nha các bạn. Rồi. Coi chỗ nào yếu thì khoan. Đúng không? Nếu không chơi thì cũng được. Mình làm cái khung để mà mình gắn cái bộ cửa kiến cường lực á, thì khi làm khung này thì mọi người nhớ lấy làm sao cho nó vuông và nó bằng mặt đầu nha, để mà gắn bộ cửa kiến vào thì mình đỡ không lệch, mình sẽ đỡ chỉnh hơn. Thì mình muốn ngay thì mình nên dùng cái máy bắn gốc á, mình bắn 4 góc cho nó đều nhau. Thì bây giờ mình đang lắp cái bộ cửa kéo vô nè. Thì phía trên đây là cũng hàng để bắt vô thôi.
Thì cái này mình đã cũng đã hoàn thiện sơ sơ rồi, thì phía trên cái cam son phía trên thì mình làm cái độ rộng của nó là 20 nha, 20 cm á. Thì ở hai bên thì mình sẽ lập ton trước, mình lập trên ton trước, cái bắt đầu mình sẽ cắt cái đường xéo, xong rồi mình sẽ đưa cái ton nóc lên nha. Thì cái ton nóc, cái độ cong của nó là độ cong 2 tấc, cong lơ 2 tấc nha. Cái này thì mình xài cái loại ton dày, ton là không bị thủng các bạn, mình xài cái loại ton mà 4,5 gem nha. Thì ton này thì nó sẽ không bị thủng, lên lợp không bị thủng. Cái cửa kéo này thì mở rất là nhẹ, bi treo thì mở cực kỳ nhẹ nha. Đây thì mọi người thấy nè, mình bắn ghi bê phía bên ngoài nè. Thì ở chợ mình làm cái cửa hàng nè, làm một cái gian hàng này thì nhìn nó rất là lịch sự nha. Với lại là nhìn nó rất là rộng, các bạn đi vô trong thì nhìn rộng lắm. Cái màu thì màu alu thì gia chủ thích là màu đỏ, cho nên là mình sẽ làm theo màu của gia chủ. Thì đây là mình đang dán keo, cái loại keo này là keo siêu dính hai mặt, dày 1 ly nha. Thì trên Shopee thì các bạn cứ đánh cái từ khóa tìm kiếm là keo băng keo siêu dính hai mặt. Trên Shopee thì có bán nha các bạn. Thì cái loại này thì rất là dính. Mình dán xong bắt đầu mình sẽ bắn keo alu vào, rồi bắt đầu mình sẽ ốp tầng nha. Ốp tầng thì nó sẽ giữ lại rất là cứng. Còn nếu mà bạn nào sợ nó gớt thì có thể bắn thêm vài con vít ở giữa dằn lại, hoặc là mình có thể bắn thêm cái silicon á phía trên cái những cây đó. Khi mình ốp lên sau bắt đầu mình sẽ đi thêm phụ thêm mấy đường silicon nữa thì nó sẽ khó gớt nha. Thì cái alu này thì mình bắn thì mình sẽ chấm điểm thì nó sẽ dính tốt hơn cái bạn kéo đường thẳng, với lại đỡ hao keo hơn. Tại vì khi mình chấm điểm á thì keo cái chỗ đó nó sẽ được nhiều và nó sẽ dính tốt hơn và bắn thì nó sẽ nhanh hơn nha. Thì đây mình sẽ đo, mình cắt trước rồi bắt đầu mình ốp lên. Chủ yếu là mình sẽ lấy một cái góc vuông trước, mình lấy sao cho cái tấm nó ra góc vuông, bắt đầu mình sẽ đo theo cái góc vuông đó nha bạn, thì nó sẽ chính xác. Và nếu mà muốn trừ á, mình trừ tầm 1-2 ly thôi là được rồi. Từ 4 góc á, thì mỗi góc 1 ly là nó sẽ vô lọt nha. Chủ yếu là mình lấy cái góc vuông cho chính xác rồi bắt đầu mình sẽ đo từ đó thì nó chính xác nha. Tại vì cái này phải cắt ra đúng rồi đưa lên mới được, chứ nó đâu có dư chỗ nào để mà mình thử đâu. Keo siêu dính này thì giữ tấm alu nó sẽ không bị gớt, bền hơn. Khi bạn dán xong thì bạn sẽ bắn thêm silicon ở phía trên nha, phía trên cặp cái cây á, thì nó sẽ giữ lại tốt hơn. Tại silicon nó độ dẻo của nó bền, cũng bền theo thời gian, nó nằm trong mát thì nó sẽ bền theo thời gian. Còn keo alu thì nếu mà để lâu quá thì có thể là nó giòn, nó sẽ bị gớt nha.
Đây thì mọi người thấy mình đo chưa? Cái tấm mình đo cái tấm hồi nãy mình vừa mới dán ốp tầng á, thì mình sẽ đo, mình lấy góc vuông. Lấy góc vuông rồi bắt đầu mình sẽ đo nha. Còn khi mà dán những tấm đứng này thì mọi người chú ý nên chừa cái đường gin của nó, cái đường mà nhà sản xuất đem về á, thì mình sẽ đưa đường gin nó vô những cái chỗ tiếp xúc hai tấm alu với nhau á, thì mình nên xài, mình cố gắng cắt sao chừa cái đường gin nó lại nha. Còn những đường cắt thì sẽ đưa vô góc để mà mình bắn đi gon cho nó dễ. Alu mình thì đi là mình chỉ đi gon bi silicon những bốn góc thôi nha, những góc thôi. Còn giữa tiếp xúc giữa hai tấm alu với nhau thì mình không đi gì hết, để cho nó đẹp. Tại khi bạn đi thì nó sẽ bị có cái đường bự, nó sẽ xấu. Cho nên cố gắng mình gắn làm sao cho nó khít nha. Mọi người thấy mình gắn nó rất là khít, tại vì mình chưa có đường gin lại á. Khi mà mình đưa vô thì nhìn nó rất là khít. Tháo ra thì mình sẽ thấy cái đường chỉ nhỏ thôi, chứ không có lớn. Ổ tiếp giáp bốn góc của mình không, nhìn quay nhìn là thấy cái đường chỉ mờ thôi, chứ không có thấy cái chỉ lớn lắm. Tại vì mình chừa đường ghê là mình ốp vô thì nó rất là khích. Đây mọi người xem nha, rất là khích. Ổ bốn góc cũng rất là khích, chỉ mình chỉ nhìn thấy đường mờ thôi. Không hết cây, hai cây dùng bốn á. Đâu cây đứng này không? Không, vô tới cây đứng đó luôn á, đẩy vô tới trong đó luôn á. Hút gì? Thì bây giờ mình sẽ phay và mình ốp góc cái mặt tiền cho mọi người xem nha. Thì cái cách đo là cũng lấy góc vuông và làm hai cái đường thẳng lên trước nha. Giữa cái cửa, bộ cửa kéo và cái cửa kính cường lực này thì mình đo tim lọ lòng và tim á, thì mình lấy 20 là khi gắn một cửa kính cường lực vào thì cái tay cầm á, nó sẽ dư tầm mấy phân, nó không đụng cái cửa kéo nha. Đây thì mình đã phay và mình ốp góc rồi. Thì khi phay ốp góc thì mọi người chú ý chỉnh sao cho cái đường phay á, nó sẽ nhìn vô là nó vừa chạm cái mí nhôm thôi nha. Nó phay hết một lớp nhôm qua lớp nhựa thì nó vừa chạm cái mí nhôm còn lại thôi. Sao cho cái đường nó hơi trắng á, thì cái đường phay nó sẽ đẹp. Thì nếu mà khuây qua một lần á, mà chưa có thấy chỗ nào còn dày quá thì bạn nên khuây thêm một lần nữa để cho nó cái đường bẻ không bị gãy nha. Nhiều khi mình đẩy lần đầu á, chưa có hết cái lớp nhựa thì bẻ nó sẽ bị gãy. Khi phay thì mình nên dùng cái tấm alu, cái đường lấy đường gin của nó để mà mình làm cái đường dẫn hướng cho máy phay, đẩy máy phay nha, thì nó sẽ không bị chạy cái làm lệch cái đường phay á. Thì mọi người chú ý là mỗi người dặn một đầu nha, đè một đầu thì nó sẽ không bị lệch đường phay, thì đường phay nó mới đẹp được.
con quay một mình là khó quay lắm, tấm giặt để chạy. Thì sau khi phay xong thì mình sẽ bẻ ốp gốc lại cho nó vuông, bắt đầu mình sẽ thử nha, thử trước khi dán keo. Thì mình thử sau khi mình thử ok hết thì bắt đầu mình sẽ đưa vô dán keo và bắn vít để giữ cố định lại nha, tại phay bạn phải bắn vít chứ không thôi là nó sẽ bị rớt ra ngoài.